Kính thưa cô bác anh chị em, hôm nay là ngày 16 tháng 5, cũng là ngày chuẩn bị kính mừng đại lễ 18 tháng 5 của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Hiện giờ mình đang có mặt tại Tổ Đình, thì bữa nay mình xuống tại Tổ Đình cũng quay cập nhật để toàn bộ trong ngày 16 cho cô bác anh em cùng xem nha. Kính thưa cô bác anh chị em, ở đây là trước cửa Tổ Đình có làm bốn con rồng không quý vị. Bốn con rồng này là bằng trái cây không quý vị. Kính thưa quý vị, thì giờ sáng này tại Tổ Đình ta đã cháo ngủ quý vị, hết sức là ngon nha. Thank you.
Mình đi lễ mình ăn cháo ngon cơ. Dạ. Mình ở đâu mình đi lễ đây ạ? Dạ, con ở Thốt Nốt. Ở Thốt Nốt ha. Rồi chúc mấy cháu đi lễ vui vẻ, ăn thật ngon nha. Hết sức là cái ở cho hàng này là rau cải thức ăn nha quý vị, khủng khiếp luôn nha quý vị. Mình ở đâu mà đi lễ đây chị? À, có đứa em thành phố mà chưa biết lễ 18 tháng 5. Dạ. Dạ, nó về đây cho biết. Dạ. Dạ, chào anh. Gì ha? Dạ, chào anh. Dạ, dạ. Ở đây là bên khu vực rửa chén hả quý vị?
Ở đây là khu vực đặt rau quả của vị để đãi cái người tín đồ xa gần về dự lễ dùng cơm nha. Ở đây là cái khu vực đi đường hè đó quý vị, người ta đi đường hè vô nha. Cái này ở chùa An Hòa Tự, tức như chùa dưới đi đường hè đi về lên. Cái này mình nấu nước cái gì chú? Dạ, nước đậu với pha cà phê thì kia đãi cho cô bác chú. Dạ. 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 Thì dạ. Năm nào mình cũng đây nấu cho hết chú. Dạ. Dạ. Năm nay mình nấu mình so với mọi năm thấy người ta đông hơn không? Dạ, thấy đông nhiều lắm. Dạ. Cái đầu mình ở đâu mà năm nào chú lại đây nấu? Dạ, cô bà tổ trưởng ở đây ở Cần Đăng. Dạ. Rồi thay mặt cho cái người bà con xa gần để đến đây để đi dự lễ, chúc cho phái đoàn chú lúc nào cũng sức khỏe dồi dào nha. Dạ, dạ. Để rồi mỗi buổi lễ mình đến đây nấu nữa nghe chú. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn chú nha. Đây là đâu phải cà phê không quý vị.
đây là tại đại đám hiếu thôi vậy. Đây là có mấy bé rửa liền không quý vị? Rất giỏi nha. Ở đây là đường hàng quý vị. Thank you.
đem ra chưa, đang đem ra bạn không mẫu để đem ra cơm rất là ngon nha. Cơm nóng hổi nha quý vị. Dạ. Cái đồ mình ở đâu đi lễ đây chị? Cần Thơ. Cần Thơ ha. Năm đi hai chị xe tới chùa đó. Vậy đó hả? Dạ. Mình là năm nào lễ cũng đi đây cho các chị. Dạ. 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 Rồi chúc chị đi lễ vui vẻ nha. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, giấc này là cái lúc cao điểm đó quý vị, hết sức là người ta đi chặt đứt luôn nha. Thank you.
Dạ. Sao? Quay đây. Đứng đây đi. Ngồi đây đi em.
chưa, ngồi trung tâm chưa. Rau hả? Thank you.
19 anh đi dưới xin đi lại ông này. Ủa 18 là buổi chiều là người ta về đây cái đây đúng còn đông nữa. Đông mà đều không có bằng 47. Cũng bị cái ngày chán ngày tránh vô. Tiền Giang vừa mới đến. Yêu cầu chúng ta hướng dẫn với đoàn trọng lễ sau khi lễ xong mọi người đồng dùng một bữa cơm để bằng ban tổ chức chúng con. Lúc chạy giờ lấy mã hết rồi luôn.